Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục đi câu. Hôm nay câu mỏ đá. Cá còn sót lại thì nay mình câu lên, quay lên được thì quay lên cho cả nhà mình coi. Cá thả cần. Đây mình là đánh cá chim đây cả nhà. Mình xài mồi đây là cục gà nha. Cho nó tanh nó kích thích. Đây là mỏ đá nha cả nhà, mỏ đá mà giờ hồ nước sâu nuôi cá luôn. Đây bờ hồ có cái mé dài nhiều lắm anh nha. Hay nên lâu lắm mà đã nhiều nó không kéo không lưới được, cá to lắm nha. Mà nay câu không biết có được không đây. Nay phải chơi mồi bằng rút gà cho tân tân rồi nó ăn không. Cái sung này, súng trái quá trời à. Này nó ăn là lôi cần đi luôn á. Mình thả thêm cần nữa nha cả nhà. Cần để kiểm cá chứ một cần thì nó hiếu quá thì cá khốn quá. Ngay mỏ đá luôn nha, đá không còn đá. Đây, chưa nắng quá. Nếu mày đưa nó kêu là có cái mỏ đá mà cá cũng nhiều lắm, câu khó lắm, còn sót lại nên to lắm, nên nay cũng đi thử coi còn được không. Cây chim ở trên ăn trái
bờ bờ hồ này là xung quanh là đá và cây mát này. Đây là mát này. Này ngồi đây mà câu thì lý tưởng. Cây vị dừa. Đó, chim 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 kêu chim bay trời. Chưa này tiếp tục à, khúc này đã nắng hồ rộng lắm. Đã nên nước trong xanh. Nhiều lắm. Ốc quá trời, ốc nhỏ 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 không quá trời ốc. Tại chim hết ăn hết rồi mình cũng hại được hai trái còn sót lại. Cây thì nhiều lắm mà trên trên này cũng còn trái trên cao đây nữa. Mình cao nữa là chim nó ăn hết rồi. Đây là trái ở trên đây nha. Mà cao quá mình cũng hái không tới. Chim nhiều lắm. Đó đây con cá to nha cả nhà. Cá to sao mà chết nè, cái này cái mè hôm nay chắc phải 3 kg chết rồi. Sao hôm nay nước trong vậy mà sao nó chết ta, không biết vì gì. À nó bơi cả đan đan luôn, như bơi như tàu ngầm ngoài mà không, nó không ăn câu. Câu mồi lồng gà nó lâu rồi không ăn, giờ đi hải sung chín nha, sung chín câu thử. Yeah, Mồi lồng gà vậy mà không ăn khôn quá. Thay thay mồi sung
Nó mồi súng hay rồng cá nó ăn nha. Con to to lôi nhưng mà sướng. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Sau 3 giờ đồng hồ anh em câu mà cũng ao thì cũng đẹp mà cá cũng nhiều lắm mà nó không ăn câu. Thì thôi anh em mình cũng thôi cũng mệt mà cũng đói bụng lắm mà thôi thu cần kết thúc video tại đây. Xin chào.